Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Sadec TV. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một cái điểm tham quan nữa ở làng quả Sadec trong cái dịp Tết này. Đó là cái khu tham quan ẩm thực cúc mâm xôi. Ở đây thì có cái gì đặc biệt? Thì ở đây cũng xin bật mí với các bạn là cái khu ẩm thực cúc mâm xôi này thì năm nay có cái bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ rất là đẹp ha. Các bạn có thể đến đây tham quan chụp ảnh được. Sau đây thì xin mời các bạn cùng ngắm cái bó hoa khổng lồ này nha. Này lối đi vào nè các bạn. Ở dưới có hoa, ở trên cũng có hoa ha. Đây phía trước các bạn đó là bó hoa cúc mâm xôi khổng lồ. Chậu cúc bên này thì nở ra rất là đẹp nha các bạn. Ở điểm này thì chụp hình ở đây thì rất là đẹp. Chậu hoa nó nở đồng loạt hết trơn nè. Dưới đây thì được chiền bằng những cái chậu hoa giấy, cũng làm nổi bật thêm màu vàng của cúc mâm xôi. Cái giá vé vào cái khu này hiện tại là 50.000 đồng một vé các bạn. Cúc mâm xôi này thì cũng nằm gần ở cái đầu đường của đường hoa Sadec. Các bạn muốn tham quan khu này thì vào mua vé xe điện thì nó có chung cái dịch vụ kia tham quan ở đây luôn các bạn. Cúc mâm xôi nó đang nở rộ rồi, bạn nhìn như rất là đẹp, nó tròn đều. Mình khách tham quan các bạn. Thì mình sẽ ra sao nhìn tới mình thấy cảnh nguyên cái bó hoa này các bạn. Là cái bó hoa nè. Hồi năm trước thì cái bó hoa này thì cúc mâm xôi này thì cách đây 2 năm cũng đã được chủ vườn này thiết lập rồi. Đó là kỷ lục là bó hoa tươi lớn nhất Việt Nam. Năm rồi thì bó hoa này được thực hiện bằng những cái cây xương rồng này các bạn. Năm nay thì chủ cơ sở tiếp tục thay thế bằng những cái vỏ cúc mâm xôi. Cái màu vàng rực của cúc mâm xôi thì lên ảnh rất là bắt mắt, cho nên là nhiều người cũng thích thú khi mà đến đây chụp ảnh trước cái bó hoa khổng lồ này các bạn. Ở phía sau khu vườn này thì cũng có một số cái tiểu cảnh hay các cái lối đi thì được bố trí rất là nhiều hoa ha các bạn. Cúc mâm xôi bố trí lối đi. Khu này thì năm nay không có đẹp bằng mỗi năm do trải qua một thời gian dài nghỉ dịch, hiện tại thì cũng đã bố trí bông hoa vào. Năm ngoái thì ở các cái tuyến đường này là
cẩm tú cầu các bạn, năm nay được thay thế bằng hoa giấy. Đây, hoa giấy thì được sắp hai bên đường. Đây, phía sau nhìn tới bó hoa này các bạn, này ở phía sau này. Đây, nhìn toàn cảnh của bó hoa này. Đây cũng có những cái chòi mát để khách tham quan đến đây nghỉ ngơi ha. Cũng có những cái tiểu cảnh để chụp ảnh này các bạn. Đây kia có một cái cầu nữa kìa, đứng trên cầu này chụp ảnh cũng khá đẹp. Đây là các bạn, đây có người cậu này chụp ảnh được đấy. Đây có trò chơi đi xe đạp trên không, nhưng mà năm nay như các cái trò chơi dân gian thì cơ sở cũng đã tạm ngưng các bạn. Ở phía sau này cũng có một vườn hoa, mình sẽ dẫn các bạn ra phía sau này ngắm cái vườn hoa này ha. Đây, vườn hoa giấy kết hợp với mâm xôi cũng khá đẹp ha. Nhưng mà nhìn chung thì cũng không có ngăn nắp sạch sẽ cho lắm. Rồi cơ bản là cái khu cúc mâm xôi năm nay thì chụp ảnh thì điểm nhấn thì cũng chỉ là cái bó hoa cúc thôi. Đây, ở đây có một cái xuồng hoa nữa ha. Này có thêm cái tiểu cảnh này, xuồng hoa này nếu mà mình ngồi trên xuồng đó mình chụp xuống thì cũng đẹp. Xung quanh này cũng khá nhiều hoa ha các bạn. Rồi cơ bản là mình đã đi một vòng ở cái khu tham quan ở khu ẩm thực này cho các bạn xem nha. Rồi nếu các bạn muốn có tấm ảnh đẹp bên cái bó hoa cúc này thì có thể đến đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha, hẹn gặp lại các bạn những video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.
Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.